của Bột Ngọt Vết Đan. Và thí sinh thứ hai sẽ là ai nào? Xin chúc mừng thí sinh có logo của Kim Nghĩa. Và thí sinh thứ ba là ai đây? Đó là thí sinh có logo của thực phẩm Tiên Ký. Xin mời ba người chơi cùng bước về vị trí. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau lắng nghe những thí sinh tham gia ở vòng thi đầu tiên giới thiệu về mình. Xin mời mọi người. Kính chào ban tổ chức, chào MC Quốc Bình. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Phương, 38 tuổi. Trong giây phút này tôi rất là rung, rất mong được sự cổ vũ của các anh chị. Xin cảm ơn. Và xin mời người tiếp theo. Xin chào quý vị đang xem chương trình Siêu Thị May Mắn. Tôi tên là Thu Thủy, nhân viên công ty Vinafilm. Hôm nay tôi đến tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn này. Cái chính là vui. Xin quý vị khán giả ủng hộ cho tôi và hai bạn cùng chơi. Và xin mời người thứ ba. Kính chào quý vị khán giả. Em là Bích Hường, hiện đang công tác tại văn phòng đại diện Anh Công Việt Nam. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả. Xin cảm ơn. Xin chào mừng ba thí sinh đã cùng có mặt ở vòng thi đầu tiên có tên gọi Ai Nhớ Hay Thế. Ở vòng thi này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên trên sân khấu. Ở trên đó có 6 cô gái vô cùng dễ thương. Mỗi cô gái sẽ đẩy một chiếc xe. Trong xe đó sẽ có logo của một sản phẩm. Các cô gái sẽ cho chúng ta xem. Sau đó họ sẽ thay đổi vị trí của những xe hàng. Và lúc này thì tôi sẽ có những logo tương tự như vậy để trao cho ba người chơi. Chúng ta hãy lựa chọn đặt chiếc logo trên tay mình vào xe hàng nào mà chúng ta nghĩ rằng ở trên đó có logo giống như vậy. Nếu như lựa chọn đúng, chúng ta sẽ ghi được một điểm. Sau hai lần lựa chọn, ai có số điểm nhiều hơn, người đó sẽ chiến thắng. Và chúng ta lưu ý một cách để ghi nhớ, đó là chúng ta có thể liên tưởng về màu áo của các cô gái hay là những chiếc xe hàng với những logo ở trên đó thì chúng ta có thể dễ dàng tìm hơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các cô gái sẽ cho chúng ta xem những logo của các xe hàng. Đầu tiên đó là logo nhôm inox Kim Hằng và logo mật ong Việt Honey. Cô gái áo đỏ và cô gái áo vàng. Cô gái áo đen và cô gái áo xanh. Đó là logo của Cẩm Tú Đa Linh và Exchake. Sản phẩm Exchake của Suacop. Và tiếp theo là sản phẩm Vedan và sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành. Bây giờ thì những cô gái đang thay đổi vị trí cho nhau và chúng ta nhớ nhé. Nhớ kỹ xem logo nào đang nằm trên xe hàng nào. Trên tay tôi lúc này là 6 logo. Và ở lượt lựa chọn đầu tiên, mỗi người hãy chọn một logo và đặt vào xe hàng nào mà chúng ta nghĩ rằng ở trong đó có sản phẩm giống như vậy. Chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn thôi để lựa chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ đứng ngay cạnh chiếc xe của mình. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra chiếc xe của chị Phương. Chị đã đặt vào đây logo của công ty nệm Vạn Thành. Và ở đằng sau này là logo gì nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Chính xác, xin được chúc mừng chị. Ráp bộ cô tông cao cấp Vạn Thành. Ráp bộ phủ bọc nệm được làm từ chất liệu sợi bông cô tông thiên nhiên 100% nhằm bảo vệ nệm kéo dài thời gian sử dụng, tạo cảm giác thoải mái tiện nghi cho giấc ngủ và làm sang trọng hơn cho gian phòng nhà bạn. Như vậy là chị Thanh Phương đã có sự lựa chọn chính xác đầu tiên, xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra chiếc xe của bạn Hương. Bạn đã đặt vào đây logo của Bột Ngọt Vedan. Bạn có chắc chắn không? Chắc chắn. Nếu mà chắc chắn rồi tức là không đổi đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhá. Và hãy cho chúng tôi biết logo đằng sau tấm bảng này. Vedan xin được chúc mừng bạn. Hạt nêm thịt heo Vedan, loại hạt nêm lý tưởng làm từ các nguyên liệu thiên nhiên, mang đến sự thơm ngon và bổ dưỡng cho bữa ăn hàng ngày của gia đình bạn. Như vậy là bạn Hường cũng đã có sự lựa chọn chính xác đầu tiên, xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta cùng đến với chiếc xe thứ ba. Bạn Thủy đã đặt vào đây logo của công ty
Cẩm Tú Đa Linh. Bạn có tự tin với sự lựa chọn của mình không? Bạn hy vọng là chính xác. Bạn có muốn đổi không? Suy nghĩ từ nãy đến giờ rồi. Quyết định 1, 2, đổi. Bây giờ cho bạn đổi. Bạn đổi ở đâu ạ? Bạn muốn đổi xe nào? Nhanh lên, không có sự lựa chọn nữa. 1, 2 và 3. Bạn lựa chọn xe này. Rồi xin mời bạn. Hy vọng là bạn chọn đúng. Bây giờ thì hãy cho chúng tôi thử xem logo đằng sau đây là gì nào. Cẩm Tú Đa Linh, xin chúc mừng bạn. Keo xịt màu Cẩm Tú Đa Linh đem lại cho bạn mái tóc trắng, xanh, vàng, đỏ theo ý thích. Với keo xịt màu Cẩm Tú Đa Linh sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái sang trọng cho bạn mà không gây hại cho tóc. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Cẩm Tú Đa Linh. Bây giờ thì những cô gái của chúng ta một lần nữa sẽ thay đổi vị trí của những xe hàng. Và lúc này trên tay tôi sẽ còn 3 logo cuối cùng. Và xin mời các thí sinh hãy lựa chọn 3 logo này, chuẩn bị để đặt vào chiếc xe hàng mà các anh chị, các bạn muốn. Xin mời các bạn bắt đầu. Nhanh lên, chúng ta chỉ có 15 giây thôi. Nhanh lên nào, chúng ta chỉ có 15 giây mà thôi. Thời gian sắp hết rồi, nhanh lên. Chiếc xe nào đây, hãy nhớ thử sản phẩm ở trong xe của mình. Lúc nãy đã nhìn thấy. Bạn Hường, bạn nói là bạn không chắc lắm. Vậy thì bạn có muốn đổi không? Bây giờ thực sự là không nhớ cô nào nữa đúng không? Nên cũng không thể nào mà đổi được. Bởi vì đây là ngẫu nhiên may mắn, bạn đã hy vọng như vậy. Bây giờ thì chúng ta hãy thử xem. Ở đây có phải là logo của sản phẩm dưỡng tóc Extra Care của Suacop không nha? Và hãy cho chúng tôi biết logo này. Sai mất rồi, đây là sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Bộ nội nhật Kim Hằng nắp kín được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất với công nghệ của Hoa Kỳ ASTM 3003. Nắp kín có khả năng chịu nhiệt không vỡ, kiểu dáng hiện đại, ứng dụng nguyên lý tự truyền đảo nhiệt, giúp đồ ăn chín đều tiện dụng. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Và chị đã lựa chọn ở đây là sản phẩm của công ty nhôm inox Kim Hằng. Lúc nãy tôi nhớ là bạn gái này đẩy cái xe của nhôm inox Kim Hằng, nhưng bây giờ đã đổi vị trí rồi, không biết có đúng hay không nhỉ? Và hãy cho chúng tôi biết logo ở đằng sau tấm bảng này là... sai rồi. Suacop, bộ sản phẩm phục hồi bao gồm dầu gội, dầu xả, mặt nạ và xịt dưỡng tóc Extra Care Total 19 do Suacop giới thiệu, giúp phục hồi đến 90% dấu hiệu hư tổn của tóc và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, đồng thời giảm chẻ ngọn, tăng độ thẳng mượt và bóng khỏe cho tóc. Extra Care Total 19, bộ sản phẩm chuyên nghiệp dành cho phái đẹp. Đáng lẽ lúc nãy là bạn Hường phải chọn chiếc xe này cơ. Như vậy là cả hai bạn đều có sự lựa chọn sai. Và bây giờ, người cuối cùng, bạn đã đặt vào đây logo của mật ong Việt Honey. Và không biết là sự lựa chọn lần này có mang lại điểm cho bạn hay không nhỉ? Chúng ta cùng xem. Xin chúc mừng bạn! Mật ong Việt Honey là sản phẩm duy nhất được kiểm nghiệm tại châu Âu trước khi đưa ra thị trường. Mật ong Việt Honey có tem đảm bảo chất lượng với giá trị gấp 3.000 lần so với giá trị sản phẩm. Mật ong Việt Honey nhìn tuyệt, thưởng thức tuyệt vời hơn. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta có kết quả và giải thưởng như sau. Bạn Hương sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm mà bạn có là 500 điểm. Chị Thanh Phương có giải thưởng tương ứng với số điểm chị đạt được là 500 điểm. Và bạn Thủy đã lựa chọn đúng cả hai lần và bạn đã là người chiến thắng ở vòng thi này. Bạn có số điểm là 800 điểm và bạn được quyền bước vào vòng 2 của chương trình. Xin được chúc mừng. Khán giả thân mến, ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Như thường lệ sẽ là phần công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Cây lô hội là một loại cây rất phổ biến ở nước ta và nó có một số cái tên khác như là cây nha đam, long A, B, C, E.
và nó còn có các loại khoáng chất như là canxi, natri, kẽm, và nó có tác dụng chữa rất nhiều loại bệnh, đặc biệt là làm cho giảm mụn, làm đẹp da. Chính vì vậy, cây lơ hội đã được mọi người sử dụng rất nhiều, có thể là nấu chè hay là làm nước uống. Như vậy thì những vị khán giả nào đã chọn đáp án 1, cây nha đam trong tuần vừa rồi đã là đáp án chính xác, xin được chúc mừng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra người chiến thắng bằng cách quay số ngẫu nhiên trong tổng số những cuộc gọi đã có câu trả lời chính xác. Trong tuần vừa qua đã có 7.450 khán giả gọi về tham gia trả lời, trong đó có 7.001 lượt khán giả đã đưa ra câu trả lời chính xác. Và bây giờ chúng ta xem thử ai sẽ là người may mắn trong tuần vừa rồi. Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0908 207 000 đã gọi về vào lúc 20:19 ngày 13 tháng 4. Xin được chúc mừng vị khán giả đã may mắn chiến thắng trong tuần vừa rồi. Còn tuần này thì sao nhỉ? Những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn sẽ được trao tặng từ công ty Nệm Vạn Thành và chương trình Siêu Thị May Mắn. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi của chương trình. Câu hỏi đó là: cây thanh long là một loại cây rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Theo bạn, cây thanh long là cây thuộc họ nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là họ xương rồng, đáp án số 2 đó là họ dây leo và đáp án số 3 đó là họ thân gỗ. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một trong 3 mà thôi. Và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8340 để trả lời câu hỏi của chương trình với cách là STMM khoảng cách X, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3 ở câu hỏi của chương trình. Và giải thưởng hấp dẫn đó là 2 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại hệ thống thế giới di động.com, nơi có rất nhiều những loại laptop và điện thoại di động đời mới nhất. Nào, hãy nhanh lên gọi về cho chúng tôi để sở hữu giải thưởng hấp dẫn của chương trình Siêu Thị May Mắn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình. Bạn Thủy đã là người chiến thắng trong vòng 1, bạn sẽ có mặt ở vòng 2. Chúng ta sẽ tìm ra thêm 2 thí sinh nữa tham gia vòng thi này. Xin mời quý vị cùng theo dõi lên màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm rau câu Việt Sogon. Và thí sinh thứ 2 là ai nào? Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Hà. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với hai thí sinh mới có mặt trong vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin mời chị. Chào chương trình Siêu Thị May Mắn, chào MC Quốc Bình. Mình tên là Trúc, mình rất vui khi tham dự chương trình này. Mong khán giả cổ vũ cho mình và các bạn cùng chơi trong chương trình ngày hôm nay. Và xin mời chị. Mình tự giới thiệu, mình là Trần Thị Bích Ngọc. Mình hiện là nhân viên của công ty sân khấu nghệ thuật Thái Dương. Mình rất vui được tham gia chương trình này. Xin khán giả cổ vũ cho mình và hai bạn cùng chơi. Xin chào mừng 3 thí sinh đã có mặt ở vòng thi này. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh của chúng ta sẽ có thêm một người hỗ trợ. Và các thí sinh sẽ bước lên trên sân khấu, đeo một cặp kính rất đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Người hỗ trợ ở phía bên dưới này sẽ mô tả về một sản phẩm mà chương trình đưa ra để cho các thí sinh có thể đoán được. Nếu như đoán đúng thì chúng ta sẽ ghi được điểm. Sau những lượt đoán, bạn nào có số điểm cao hơn và đó sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp chúng ta có số điểm bằng nhau thì chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Bây giờ thì xin mời 3 bạn bước về sân khấu và giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Xin mời. Và bây giờ xin mời các người chơi sẽ giới thiệu về người hỗ trợ của mình. Xin mời bạn Thủy. Người hỗ trợ cho tôi trong trò chơi này là em gái tôi, đó là bạn Thanh Thảo. Xin chào bạn. Và xin mời chị Trúc. Người hỗ trợ cho tôi trong chương trình này đó là chị tôi Trinh. Và xin mời chị Ngọc. Người hỗ trợ của mình là bác Nguyễn Ngọc Phượng. Xin chào 3 người hỗ trợ. 3 người hỗ trợ sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong vòng thi này, bởi vì chúng tôi sẽ đưa ra những sản phẩm có trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Người chơi sẽ không nhìn thấy đó là sản phẩm gì, mà lúc này người hỗ trợ sẽ mô tả về sản phẩm để người chơi có thể đoán ra. Khi chúng ta mô tả thì chúng ta tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một từ nào có trên bao bì của sản phẩm. Chúng ta cũng không được dùng tiếng nước ngoài hay...
giờ cùng với người chiến thắng ở vòng thi trước là chị Ngọc, chúng ta sẽ tìm ra thêm hai thí sinh nữa để cùng bước vào vòng thi có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi lên màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty Nệm Vạn Thành. Và người thứ hai là ai đây? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm nước ngọt Bitrico. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Như thường lệ, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời giới thiệu của hai thí sinh mới góp mặt trong phần thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin chào chương trình Siêu Thị May Mắn và anh Quốc Bình. Tôi tên là Trương Thị Anh Đào, hiện làm đến từ công ty cổ phần Long Hưng. Rất mong được sự cổ vũ của quý vị và khán giả. Và xin mời người tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, buôn bán tại nhà. Lần đầu tiên tôi tham dự game show, thành ra không tránh khỏi sự hồi hộp. Rất mong sự ủng hộ của quý vị khán giả. Với những tràng pháo tay của quý vị khán giả thì tất cả chúng ta sẽ bớt đi sự hồi hộp lo lắng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi cực kỳ hấp dẫn của chương trình, đó là phần thi tài mua sắm. Ở phần thi này thì ban tổ chức sẽ tặng trước mỗi thí sinh 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Chúng ta dùng số tiền này mua sắm trong siêu thị của chúng tôi, hàng hóa cực kỳ phong phú. Và chúng ta mua sao trong đúng phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%, tức là từ 950.000 cho tới 1.050.000. Nếu đúng trong phạm vi cho phép, chúng ta sẽ được nhận nguyên xe quà. Và bạn nào có mức sai số thấp nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng, nhận được số điểm là 1.000 điểm. Còn hai thí sinh còn lại sẽ nhận số điểm thưởng là 500 điểm. Các bạn đã rõ luật chơi rồi đúng không? Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy xem thử xem hàng hóa siêu thị may mắn phong phú như thế nào nào. Nệm lò xo Vạn Thành, nguyên liệu thép khung lò xo bằng hợp kim nhập từ Anh Quốc. Độ đàn hồi cao, áo bọc nệm được thiết kế sắc sảo sang trọng, cảm giác thoải mái êm ái khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành từ 5 đến 7 năm. Kềm nghĩa, nhóm kềm inox, nguyên liệu thép không rỉ được nhập từ Nhật, có hai loại, kềm 3 mang và kềm 2 mang, giúp người sử dụng có được nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích và thói quen thường dùng. Máy tính tiền điện tử, nhà hàng shop, chuyên dùng quản lý các dịch vụ giải trí như nhà hàng, quán bar, nhà sách, cửa hàng tự chọn. Với các chức năng quản lý dữ liệu, màn hình phân chia hai dòng, đặc biệt có thể nhớ ngoài, rút dữ liệu cài đặt, rút báo cáo và gửi dữ liệu xuống máy tính tiền. Miếng lót newborn, dùng cho trẻ sơ sinh, là miếng lót thế hệ mới với nhiều đặc tính vượt trội, siêu mềm với màn vải thở thoáng mát, siêu thấm gấp 2 lần so với miếng lót newborn thông thường, đảm bảo chăm sóc bé yêu của bạn chu đáo như chính bàn tay của mẹ. Đồ hộp, thực phẩm đóng hộp tuyên ký với các loại heo, bò, gà, cá, trái cây chọn lọc từ nguyên liệu tươi, chất lượng tại nơi nuôi trồng, sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Schwarzkopf, bộ sản phẩm phục hồi bao gồm dầu gội, dầu xả, mặt nạ và xịt dưỡng tóc Extra Care Total 19 do Schwarzkopf giới thiệu, giúp phục hồi đến 90% dấu hiệu hư tổn của tóc và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, đồng thời giảm chẻ ngọn, tăng độ thẳng mượt và bóng khỏe cho tóc. Extra Care Total 19, bộ sản phẩm chuyên nghiệp dành cho phái đẹp. Chỏ hấp xôi Kim Hằng, được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất với công nghệ của Hoa Kỳ ASTM 3003, có khả năng chịu nhiệt và truyền dẫn nhiệt cao, kiểu dáng hiện đại, tiện dụng khi... Chương trình siêu thị may mắn. Quý vị khán giả thân mến, giải thưởng của chương trình lúc này không phải là 3 triệu đồng nữa mà đã được tăng lên là 5 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại hệ thống thế giới di động.com, nơi có rất nhiều những loại laptop cũng như máy điện thoại di động đời mới nhất. Nhưng chưa hết đâu, giải thưởng của chúng ta sẽ còn phần quà do công ty Nệm Vạn Thành trao tặng cũng cực kỳ hấp dẫn đối với quý vị đúng không nào? Và để giành được những giải thưởng này vô cùng đơn giản thôi, hãy gọi về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của chương trình. Và câu hỏi của chương trình là gì nhỉ? Tôi sẽ đọc thật chậm nhé. Câu hỏi của chương trình đó là: theo bạn, cây thanh long là cây thuộc họ nào sau đây? Có 3 đáp án để các bạn lựa chọn. Đáp án số 1, đó là họ xương rồng. Đáp án số 2, đó là họ dây leo. Và đáp án số 3, đó là họ thân gỗ. Các bạn chọn đáp án nào, nhớ chỉ vột mà thôi. Và đừng quên số điện thoại của chúng tôi là
0900 1957. Hãy làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340 để trả lời câu hỏi của chương trình nhé. Và chúng tôi sẽ tìm ra người may mắn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên trong tổng số tất cả những cuộc gọi có câu trả lời chính xác. Chính vì vậy, tôi xin bật mí với quý vị rằng nếu như chúng ta đã xác định được đáp án đúng thì thỉnh thoảng chúng ta lại gọi một tin, thỉnh thoảng lại nhắn một tin thì chúng ta sẽ giải đều số điện thoại của mình trong danh sách những cuộc gọi có câu trả lời chính xác. Và như vậy, khi lựa chọn ngẫu nhiên, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Nào, nhanh lên, hãy gọi về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón người có mặt ở vòng thi đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn. Đó chính là cô Hồng. Hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thang khắp siêu thị may. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Siêu thị may mắn. Ôi hôm nay vui sao trái tim hân hoan. Bao la thanh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin thấy may mắn. Xin được cảm ơn những chàng trai của nhóm Go On với những giai điệu thật dễ thương đã mang lại cho chúng ta trong ngày hôm nay. Cô Hồng thân mến, như những chàng trai của nhóm Go On vừa cho chúng ta biết, ở đằng sau sân khấu có những ô cửa bí mật với rất nhiều bất ngờ. Trong 6 ô cửa này có những số điểm như sau: 1 ô 300 điểm, 1 ô 500 điểm, 1 ô 2000 điểm, 1 ô 3000 điểm, 1 ô đặc biệt 16000 điểm và 1 ô bất ngờ, ô cửa 3 số 0. Lúc này cô đã có 1000 điểm. Hãy sử dụng số điểm của mình đang có đặt vào trong những ô cửa. Mở cửa ra, nếu điểm trong cửa cao hơn thì điểm của mình sẽ bị chia đôi. Nhưng nếu điểm trong cửa bằng hoặc thấp hơn điểm của mình đang có, lúc đó điểm của mình sẽ được nhân đôi. Cô làm sao để nhân được số điểm của mình lên cao cho tới khi có 5000 điểm mà đặt đúng vào ô cửa đặc biệt, cô sẽ được nhận giải thưởng đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn. Thế nhưng nếu cô đặt vào ô cửa 3 số 0 thì trò chơi sẽ bị ngưng lại ngay lập tức và cô sẽ bị chia đôi số điểm. Cô có quyền xin ngưng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Cô đã hiểu luật chơi rồi đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về với gần khán giả hơn để cô có thêm tự tin khi lựa chọn các ô cửa nhé. Xin mời cô. Cô Hồng thân mến, lúc này thì cô đã ở rất gần khán giả và những khán giả cũng đang rất nóng lòng để được hỗ trợ cho cô tham gia phần thi này. Cô đã sẵn sàng chưa? Và cô đã sẵn sàng thì ô cửa đầu tiên cô muốn lựa chọn là ô cửa số mấy? Cô có thể hỏi khán giả, xin mời khán giả hãy đưa ra ý kiến hỗ trợ ạ. Số mấy ạ? Số 2, mọi người đang nói cô nên mở số 2. Có rất nhiều người nói là mở số 2, còn có theo ý của gia đình đầu tiên. Theo ý của gia đình đâu ạ? À, gia đình cô đề nghị là mở số 3 đúng không? Vậy thì chúng ta lại gần đây đứng nhá. Và chúng ta cùng nhau xem ở trong ô cửa số 3 là bao nhiêu điểm. Xin mời cửa số 3 bắt đầu mở. Đường phèn bột Rock Sugar của công ty Anh Đăng, sản xuất từ đường tinh luyện, có đặc tính mát, vị ngọt thanh khiết rất tốt cho sức khỏe, tiện dụng trong việc nêm nếm đồ ăn và pha chế các thức uống, đặc biệt kích thích tiêu hóa, đẹp da. Rock Sugar, mực ngọt tinh khiết của cuộc sống. Và số điểm nằm trong ô cửa này là bao nhiêu nào?
số điểm trong ô cửa số 3 đó là 300 điểm. Xin được chúc mừng. Rất tuyệt vời, người nhà của cô đã hỗ trợ cho cô rất tuyệt vời. Lúc này cô có 2.000 điểm. Và cô có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Dùng 2.000 điểm này đặt vào một trong những ô cửa tiếp theo để nâng lên thành 6.000, để thành 4.000 đi ạ. Giờ mình đến may mắn rồi, giờ mình đặt ô cửa số mấy hả quý vị? Tên đặt cửa số mấy ạ? Chọn cửa số mấy đây ạ? Số mấy ở bên kia hay cổ vũ xem nào? Số mấy ạ? Số 2. Bên này số mấy? Số 2. Còn người nhà của cô? À, bây giờ cô theo ý của cháu đem tới sự may mắn, cô xin chọn cửa số 5. Cửa số 5. Quý vị có nghĩ là nên mở cửa số 5 không? Mọi người cũng ủng hộ cho hai cô cháu của cô Hồng. Bây giờ thì xem thử cửa số 5 nhá. Quyết định và cửa số 5 mở. Kềm nghĩa, nhóm kềm inox, nguyên liệu thép không rỉ được nhập từ Nhật, có hai loại, kềm 3 mang và kềm 2 mang, giúp người sử dụng có được nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích và thói quen thường dùng. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem số điểm nằm trong ô cửa số 5 có phải là số điểm thấp hay không. Số điểm trong ô cửa này có hai con số 0. Không biết là con số đầu là con số 0 hay là con số 3 hay con số 5 đây. Cho chúng tôi xem. Như vậy là may mắn chưa tới với cô rồi. Lúc này điểm của cô chỉ còn 1.000 thôi. Và cuộc chơi đã phải ngưng lại rồi. Cô có thấy tiếc không? Đã được tham dự chương trình này và đã được vô tới vòng này thì đã rất là may mắn rồi. Mặc dù chấm dứt cuộc chơi như vậy nhưng mà cũng lấy làm rất là vui lòng và xin cảm ơn chương trình. Vâng, lần đầu tiên tham gia một game show mà vào được đến vòng đặc biệt và còn được một xe quà nữa chứ đúng không? Vâng, đúng rồi. Cô đã rất là may mắn, xin được chúc mừng cô. Bây giờ thì chúng ta hãy thử xem là ô cửa nào mà cô nên mở nhá. Lúc nãy khán giả có đề nghị là cô mở cửa số 2 mà cô chưa nghe theo. Thì bây giờ cô có muốn thử mở cửa số 2 không? Thử xem là khán giả tư vấn có đúng không nhá. Và hãy cho chúng tôi biết đằng sau ô cửa số 2 là sản phẩm gì và bao nhiêu điểm. Sữa chua ăn Zedozy bổ sung chất xơ thực phẩm, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa sự hấp thụ cholesterol, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Sản phẩm của công ty cổ phần sữa quốc tế. Và số điểm nằm trong ô cửa này đó là 3.000 điểm. Ô cửa này cũng không nên mở. Mở ô cửa này thì cũng bị trừ mất một nửa số điểm. Bây giờ thì cô muốn mở thì ô cửa số 1. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau mở cửa số 1 nhé. Và hãy mở giùm tôi ô cửa số 1. Sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ đông câu Hải Phòng, cho dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt độ tinh khiết hoàn hảo nhất, thanh nhiệt rất tốt, hàm lượng iốt cao, ngăn ngừa bú cổ. Sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Và số điểm nằm trong ô cửa này đó là 500 điểm. Đúng rồi, ô này mà mở ra mới tốt. Và bây giờ thì chúng ta còn ô số 3. Số 3 chúng ta mở ngay lúc đầu rồi. Vậy là số 6. Chúng ta còn ô số 6. Hãy mở giùm tôi ô cửa số 6. Máy lạnh treo tường Alaska, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, lớp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Ráp bộ cô tông cao cấp Vạn Thành, ráp bộ phủ bọc nệm được làm từ chất liệu sợi bông cô tông thiên nhiên 100%. Nhằm bảo vệ nệm kéo dài thời gian sử dụng, tạo cảm giác thoải mái tiện nghi cho giấc ngủ và làm sang trọng hơn cho gian phòng nhà bạn. Và số điểm nằm trong ô cửa này là ô cửa 2.000 điểm. Đây cũng là ô cửa mà cô nên mở. Bây giờ thì chúng ta còn ô cửa cuối cùng là ô cửa số 4. Hãy thử xem ô cửa này có sản phẩm gì. Siêu thị nội thất Phố Sinh,
gồm hai màu, hồng và đen. Sản phẩm làm bằng da có nhiều màu sắc, kiểu dáng mới lạ, độc đáo, là một điểm nhấn ấn tượng cho ngôi nhà của bạn và sẽ giúp bạn thư giãn thoải mái sau một ngày làm việc. Chúng ta hãy cùng xem số điểm nằm trong ô cửa này. Đây là ô cửa đặc biệt, ô cửa 16.000 điểm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá hết cả 6 ô cửa trong chương trình siêu thị may mắn. Bây giờ thì xin mời cô cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Sau vòng thi này, khi khám phá hết cả 6 ô cửa thì cô Hồng đã nhận được số điểm là 1.000 điểm và cô sẽ có giải thưởng tương ứng với số điểm mà mình có. Ngoài ra cô cũng đã nhận được một xe quà khi đã mua sắm đúng trong chương trình siêu thị may mắn. Xin được chúc mừng cô. Và cô Hồng cùng những khán giả tham gia chương trình cũng như những khán giả theo dõi chương trình đã có thật nhiều niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay khi cùng nhau đến với chương trình siêu thị may mắn.